đây thì Hà đang đứng cạnh hai người đàn ông rất là đặc biệt, và không chỉ đặc biệt bởi những cái kỳ tích mà các anh đã đạt được, mà bên cạnh đó còn bởi những cái nickname cũng khá là nghe cũng đã giật mình rồi đúng không ạ? Không biết là anh có thể giới thiệu cho khán giả biết tên của anh và nickname của anh là gì không? Mình là Phạm Văn Anh, nickname của mình là Adesign. Adesign của mình là gắn với cả cái thương hiệu ngày trước của mình làm nghề về thiết kế. Bây giờ mình chuyển qua làm truyền thông. Rất là nhiều nghề. Còn anh thì sao ạ? Chào các bạn, mình là Nguyễn Huy Thông. Mọi người hay gọi mình cái tên là Thông Dê. Thông Dê, dê ở đây là dê là con động vật hay là dê là do cái tính cách mình dê nhỉ? Thực ra thì cái từ dê nên nó có nhiều nghĩa. Mình thứ nhất là tuổi dê, thứ hai là kinh doanh nhà hàng dê, và mình cũng có cái gì đó là cũng là liên quan đến chữ dê. Và hiện nay thì cuộc đua này mình cũng đang đi một chiếc xe là D-Max hay còn gọi là dê trắng. Kiểu nói chung là cái tên mà đặt ra nó đều có ý nghĩa hết phải không ạ? Em nghe nói là anh đã có những cái thành tích quá là nổi bật ở những cái năm mà chinh chiến tại Offroad rồi, thì hai anh có thể kể sơ sơ qua cho khán giả cùng trầm trồ được không ạ? Thực ra thì mình cũng không nhớ hết được các kết quả đâu. Bởi vì là mỗi một cuộc đua nó để lại cho mình một kỷ niệm khác nhau, nhưng bây giờ mình mà kể lại thì nó hơi dài ấy. Để mình không tiện kể. Nói chung là về để anh ấy soạn hẳn một bài để cho quý vị và các bạn cũng có thể là cập nhật hết được các giải thưởng. Ý của anh ấy đang tỏ ra rất là khiêm tốn đấy mọi người. Và không biết là anh năm nay thì anh đánh giá những các vận động viên này, rồi là cái cách tổ chức của ban tổ chức ở giải đấu này như thế nào ạ? VOC 2022 thì ngoài là cái tên là PVOI 2022 thì nó còn có một cái tên khác, đó là giải đua của những nhà vô địch. Cho nên chúng ta biết được cái tên phụ của nó là như vậy. Có rất nhiều nhà vô địch ở trong cái giải đua năm nay. Thì mình đánh giá là năm nay là một cái giải đua cực kỳ khó khăn. Nhất là đối với cái phân hạng cơ bản của bọn mình. Và đối với đội của chúng tôi thì là năm nay là do chúng tôi cũng có thay đổi xe mới. Thật là con D-Max đâm ra chạy nó cũng sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà duy trì được cái thành tích của mình. Em tin chắc rằng với bề dày lịch sử, những cái gì mà các anh đã có thể khai thác ở trong quá khứ, thì ngày hôm nay các anh sẽ sẵn sàng chinh chiến và trở thành người vô địch của giải năm nay. Các anh có tự tin như thế không ạ? Mình rất là tự tin khi mà tham gia các giải đua. Còn tất nhiên là thành tích được hay không còn phụ thuộc vào cái quá trình thi đấu và một chút may mắn. Đúng rồi, nói chung là kỹ năng, năng lực thì luôn luôn cần phải kèm theo một chút may mắn. Và ở những câu hỏi cuối cùng thì không biết là các anh có muốn gửi gắm gì đến khán giả trong giải đấu năm nay không ạ? Trước hết là mình gửi lời cảm ơn ban tổ chức, bởi vì năm nay không phải là năm đầu tiên, nhưng mà năm nay là một năm mà mình thấy rằng cái tổ chức, từ chất lượng đường thi đến cái tổ chức thi đấu là trên cả tuyệt vời những cái gì mình mong muốn và mình đã từng trải qua sau 2 ngày thi đấu vừa rồi. Quá hoành tráng và rất là đầy đam mê được có thể gặp anh em tứ phương. Còn anh thì sao ạ? Mình thì ban tổ chức và ban điều hành thì Thông Dê cũng đã nói rồi, thì mình xin cảm ơn cái team hậu cần của mình và những câu lạc bộ For Everest Team Việt Nam đã hỗ trợ anh em mình trong cái việc là vừa hậu cần và hỗ trợ về tinh thần, vận động viên về tinh thần. Vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và như hai anh cũng vừa chia sẻ, đây chính là giải đấu của tất cả những nhà vô địch. Vì vậy nên là quý vị và các bạn đừng bỏ qua một bài thi đấu nào cũng như là một ngày nào của giải năm nay nhé. Cảm ơn hai anh và chúc hai anh sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình cũng như là gặp thật là nhiều may mắn trong giải đấu năm nay. 1, 2, 3, dê!